học ngôn ngữ phải song song với việc học văn hóa. Và văn hóa là điều tạo nên sự khác biệt trong ngôn ngữ. Tiếng Nhật thì nó khác gì so với chữ tiếng Hàn của tiếng Trung, và nó khó hơn hay không? Tiếp thứ tư, điều thứ tư mà các bạn cần phải biết đó chính là tiếng Nhật thì nó có cấu trúc ngược với tiếng Việt. Điều này cũng là một trong những điều rất là khó khăn, gây khó khăn cho các bạn. Hi, minasan konnichiwa, lại là mình, là Tâm đây. Và mình đã trở lại với một video mới rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy tìm hiểu một chủ đề mới, đó chính là 5 điều biết về tiếng Nhật trước khi học. Vậy thì cùng mình tìm hiểu nhé. Let's go! Điều đầu tiên mà chúng mình cần phải tìm hiểu về tiếng Nhật trước khi học, đó chính là Nhật Bản là quốc gia như thế nào. Nghe thì có thể sẽ hơi khó hiểu và cũng không liên quan tiếng Nhật một chút. Nhưng mà như mình đã nói ở video trước, học ngôn ngữ phải song song với việc học văn hóa. Và văn hóa là điều tạo nên sự khác biệt trong ngôn ngữ. Vì vậy, việc tìm hiểu mà Nhật Bản là quốc gia như thế nào thì giúp cho các bạn có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn và cũng như là hiểu văn hóa của người bản địa hơn. Từ đó thì chúng ta sẽ dễ dàng có thể tìm hiểu. Từ đó thì chúng ta có thể dễ dàng là cảm thấy việc học tiếng Nhật không còn nhàm chán nữa. Ví dụ như là Nhật Bản là có quốc kỳ như thế nào nè? Thủ đô của Nhật Bản là gì? Đất nước, tỉnh đông dân nhất của Nhật Bản là gì? Hay là Nhật Bản có những thường sẽ có những thiên tai như là động đất, sóng thần hay là núi lửa chẳng hạn. Thì từ những cái việc mà tìm hiểu văn hóa thì các bạn cũng có thể tìm hiểu một số từ vựng cũng như là câu, những cái ngữ cảnh khi mà học tiếng Nhật. Ví dụ thì Nhật Bản thường xảy ra thiên tai đúng không? Vậy thì thiên tai sẽ có những từ như thế nào? Ví dụ như là jishin này, động đất, tsunami, sóng thần, hay là tai phụ, bão chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta cũng có thể kết hợp việc học văn hóa song song với việc học ngôn ngữ như thế nhé. Điều thứ hai mà chúng mình cần phải tìm hiểu đó chính là Nhật Bản sử dụng những bộ chữ nào. Thì trong tiếng Nhật thì chúng ta biết là Nhật Bản thì cùng với Hàn Quốc và Trung Quốc sử dụng bộ chữ tượng hình đúng không? Vậy thì chữ tượng hình của tiếng Nhật thì nó khác gì so với chữ tiếng Hàn của tiếng Trung, và nó khó hơn hay không? Thì câu trả lời là thứ tiếng nào cũng có cái khó khác nhau đúng không? Cái khó của tiếng Nhật đó chính là người Nhật thì sử dụng tận 3 bộ chữ, và bộ chữ nào thì cũng quan trọng như nhau đúng không? Vậy thì đầu tiên thì trong tiếng Nhật, bộ chữ đầu tiên đó chính là Hiragana. Hiragana là bộ chữ cơ bản nhất và thường được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên thì để bổ trợ cho Hiragana, chúng ta sẽ có thêm 2 bộ chữ nữa, đó chính là Katakana và Kanji. Hiragana là bộ chữ thuần Nhật nhất vì nó là người bộ chữ cho người Nhật phát minh ra. Katakana cũng thế, nhưng mà Katakana thì thường được sử dụng để có thể phiên âm tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. Và chữ Kanji, Kanji là một bộ chữ rất là đặc biệt bởi vì nó xuất phát từ Trung Quốc. Thì giống như Việt Nam chúng ta, Nhật Bản cũng ảnh hưởng rất là nhiều từ văn hóa Trung Quốc. Vì vậy thì cái bộ chữ Kanji nó đã du nhập từ Trung Quốc sang và được người Nhật sử dụng là một trong những bộ chữ chính. Vậy thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm nữa là Hiragana, Katakana và Kanji nó sẽ khác nhau như thế nào. Đầu tiên thì Hiragana hay được gọi là bộ chữ mềm, bởi vì các nét của nó đều rất là thanh mảnh. Bản chữ Hiragana thì gồm có 71 chữ cái và 5 phiên âm khác nhau, và cũng là bộ chữ khởi nguồn của mọi từ vựng trong tiếng Nhật nhé. Katakana còn được gọi là bộ chữ cứng, thì tất cả những phiên âm của Katakana thì nó đều giống với Hiragana. Tuy nhiên thì bộ chữ này chỉ thường được sử dụng khi mà chúng ta phiên âm từ tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh nhé. Và bây giờ hiện tại thì người Nhật thường rất là sử dụng chữ Katakana cũng như là những từ vựng xuất phát từ tiếng Anh phiên sang tiếng Nhật đấy. Cuối cùng là bộ chữ Kanji. Hiện tại thì ở Trung Quốc thì người ta đã chuyển sang sử dụng chữ giản thể. Tuy nhiên thì Kanji của tiếng Nhật nó lại là chữ phồn thể và khó viết hơn so với chữ giản thể của tiếng Trung bây giờ. Tuy nhiên thì Kanji nó rất là quan trọng bởi vì nó bổ trợ cho Hiragana trong việc là định nghĩa của các từ vựng. Bởi vì trong tiếng Nhật có rất nhiều những từ đồng âm khác nghĩa, và nếu như mà không viết Kanji hoặc là không chú ý vào ngữ cảnh thì các bạn không thể hiểu được từ đó có nghĩa là gì. Ví dụ trong những video trước mình đã nói đến, ví dụ như là jishin. Jishin có hai chữ, một chữ là động đất và một chữ là tự tin. Hai chữ Hán của nó hoàn toàn khác nhau và nghĩa của nó cũng hoàn toàn khác nhau. Thì nếu như mà chúng ta viết Hiragana thì rất là khó để các bạn có thể định nghĩa được từ đấy. Vì vậy thì chữ Kanji nó sinh ra để bổ trợ cho chữ Hiragana trong việc định nghĩa mọi từ vựng nhé.
Và chữ kanji cũng là một chữ bộ chữ rất là khó nhất trong ba bộ. Và nó không đếm được mọi người ạ, vì nó có rất là nhiều chữ khác nhau. Ba bộ chữ này thì đều có tầm quan trọng như nhau. Vì vậy là các bạn nên cố gắng là mình sẽ học đều ba bộ chữ này nhé. Điều thứ ba đó chính là tiếng Nhật thì có cách sử dụng khác nhau tùy thuộc vào đối tượng và ngữ cảnh. Thì cái này thì nó cũng rất là giống tiếng Việt của chúng ta đúng không? Ở trong tiếng Việt khi mà chúng ta nói chuyện với thầy cô này, với bạn bè thì cái ngữ pháp và cái giọng điệu của chúng ta nó phải khác nhau. Ví dụ như là thêm chữ ạ vào chẳng hạn. Đấy, thì điều này thì người Nhật chúng ta có thể dễ hiểu. Tuy nhiên thì đối với người phương Tây thì có thể là sẽ khó hiểu một chút. Bởi vì phương Tây thì người ta sẽ không chia ra thành là nói chuyện với người lớn tuổi hơn hay là nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn. Tiếng Nhật thì nó cũng giống như tiếng Việt vậy thôi. Tuy nhiên vì đặc thù ngôn ngữ thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Ví dụ như là trong tiếng Nhật thì từ thể ngắn thì thường sẽ dùng để nói với bạn bè, những người thân thiết. Tôn kính ngữ thì sẽ thường dùng với sếp, với giáo viên, những người mà cao lớn tuổi hơn mình. Và nó không chỉ đơn giản là thêm chữ vân này, thêm chữ ạ vào trong câu, mà nó còn biến đổi rất là nhiều những cái loại từ ngữ pháp khác nhau để có thể kết hợp được với những cái từ vựng khác để có thể làm cái câu văn trở nên lịch sự hơn. Ngoài ra thì tiếng Nhật cũng rất khác biệt khi mà trong từng tình huống. Ví dụ như là khi đời thường chúng ta tán chuyện với bạn bè thì chúng ta chỉ dùng những cái văn phong rất là đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên mà khi mà tiếng Nhật trong sách vở này và tiếng Nhật trong văn hội thoại thì nó cũng có sự khác biệt rất là lớn. Vì đó là giữa văn viết và văn nói nó cũng có sự khác biệt. Đó là chưa kể đến là ngôn ngữ Gen Z của mình nữa. Ngoài ra thì cũng có nhiều những cái tình huống khác như là trên trường học này, ở nhà hàng, khách sạn hay là ở công sở. Đấy, thì bởi vì thế là đã có một cái cuộc thi, đó chính là BGT. Nó tạo ra để dùng để đánh giá năng lực tiếng Nhật cho thương mại và công sở đấy. Tiếp thứ tư, điều thứ tư mà các bạn cần phải biết đó chính là tiếng Nhật thì nó có cấu trúc ngược với tiếng Việt. Điều này cũng là một trong những điều rất là khó khăn, gây khó khăn cho các bạn khi mà người Việt chúng ta học tiếng Nhật. Ví dụ như là một câu nhé. 私は笑顔を見ます. Trong phần này, trong câu này có 3 bộ phận khác nhau. Chủ ngữ là 私 đứng trước qua. Vị ngữ của nó là 笑顔を見ます, đúng không? Tôi xem phim. Tuy nhiên thì khác với chữ xem của chúng ta đúng không? Động từ xem của tiếng Việt thì nó đứng ở giữa. Thì động từ xem của tiếng Nhật nó lại đứng ở cuối câu. Đấy, cái việc mà khác biệt trong cấu trúc câu như thế này cũng rất là gây rất là nhiều khó khăn. Và khi mà các bạn đọc câu tiếng Nhật ấy thì các bạn phải đọc chủ ngữ trước, sau đó mình phải tìm vị ngữ đứng ở cuối câu và dịch ngược lên. Nhưng mà các bạn cũng đừng lo, bởi vì cũng có rất là nhiều những nước khác mà nó cũng phải gặp những cái vấn đề này khi mà học tiếng Nhật nhé. Tiếp số 5, đó chính là trong tiếng Nhật thì không có số nhiều. Ví dụ như trong tiếng Anh thì các bạn thường thêm ES hoặc là S vào trong câu để chỉ số nhiều đúng không? Tuy nhiên thì trong tiếng Nhật thì chúng ta sẽ không chia số nhiều như thế, mà thường chỉ sử dụng là 가방, 링고, đúng chưa? Nó không thêm một bất cứ một từ nào để chỉ số nhiều cả. Vậy thì người Nhật đếm số nhiều như thế nào? Thật ra thì người Nhật không chú trọng vào những cái số nhiều như thế này, mà thường họ sẽ nói rõ ra đó chính là mấy quả táo, mấy cái cặp. Đấy, họ sẽ có cách đếm khác nhau cho từng loại, một cái, hai cái, ba cái. Tuy nhiên, mặc dù là không chia số nhiều, nhưng mà tiếng Nhật lại có rất là nhiều cách đếm khác nhau. Và tùy vào từng loại vật dụng hay là con người hay là động vật đều có những cách đếm rất là riêng biệt. Vì vậy đây cũng là một trong những điều rất là khó nhằn của tiếng Nhật nhé. Trên đây thì mình đã giới thiệu với các bạn 5 điều cần biết về tiếng Nhật và về Nhật Bản trước khi học rồi. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là quan điểm riêng của mình thôi. Đối với các bạn mà mới bắt đầu học tiếng Nhật thì chúng ta cần phải hiểu thật là rõ xem thử là ngôn ngữ này giúp cho mình những gì, tại sao mình phải học ngôn ngữ này và nó có quá khó với mình không. Và khi mà bắt đầu học thì các bạn cũng phải lựa ra cho mình những phương pháp học đúng đắn và hiệu quả phù hợp với bản thân mình nhé. Và nếu mà thích video của mình thì hãy cho mình một like, một share và comment ở phía dưới cho mình nhé. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Edora TV để theo dõi hơn nhiều video của chúng mình. Và cuối cùng thì mình là Tâm. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.